Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Diablo 3 cùng với Chắc Andy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi Keto đi Trial. Thì đây là một cái thử thách. Đó. Cùng với 8 thằng đệ. Ấy. Ấy gì? Chuyển vô luôn. Thử thách. 8 đệ chết mẹ hết rồi. Đợi xíu, đừng đi đâu hết đó. Skill and inventory are locked. What the? Không có xài được. Chết mẹ rồi. Chết hả? Nãy không nói, hai cái nhẫn kia. Khỏi cần, tao có bị gì đâu. Ủa sao máng này yếu vậy? Yếu. Bị gì đâu mà lo, đánh thằng kia kìa. Này là trai ồn ấy, để dẫn ra kìa, đâu. À tại nó reset đợi lại hay sao? Ồ, chỗ này nhìn đẹp quá mày. Chỗ này là chỗ cái rim của con gì đó. Con thiên thần á, con lên trên chỗ gì đó. Chúng một cái. Bắt đầu ra đâu rồi nha. À tụi nó đánh tao, tao mới lên Curry quá trời. Thì được rồi. Chứ bên tao là Fury chậm hơn mày. Về đánh mấy con ở ngoài kìa. Nó chơi mượt đánh đã kìa. Ủa mà nó báo cái hết hàng complete rồi. Rector Keystone răng 11. À cái này đánh là để mình vô đây là quyết định cái thứ hạng thôi. Hả? Nè, mở cái thùng đồ lên coi. Mở hành trang lên coi, thấy cái Raptor Rift Keystone không? Ủa giờ mình đi tiếp chắc cấp cao hơn nữa hay sao? Không biết, giờ chạm vòng thử coi chung quanh đây có gì không. Rồi không có gì hết á. Bây giờ mình về mình đi tiếp thử coi. Vô về thành kìa. Hidden Camp kìa. Gì đây? Orac nó nói gì nè? Chúng ta được hoàn thành nhiệm vụ. Có cần sửa đồ không ta? Chạy lên thử coi. Có hư không? Thấy đánh lẹ quá. Cũng có hư đó chứ. Rồi, tiếp thử coi. Cấp độ 11 hả? Vậy là Raptor Rift là phụ thuộc vô cái việc mà mình đánh nhanh đánh cái này được bao nhiêu. Ôi, rồi đó. Lại reset đời. Tầng 1 Raptor Rift. Tầng 1 quay mới, phải không? Cái này đi luyện được đó mày. Ở tầng 9 cái kỳ. Không biết có vô trực tiếp hay không. Mà nghĩ là con gạt đi anh nó đây mạnh lắm à. Phải này Thorman 2 rồi đó nha. Thorman 2 á. Căng thẳng lắm á. Tao ghét mấy cái Arcane đó lắm nha. Thì đó, em bởi vậy tao mới lên đồ kháng không, phát. Cái đó là Arcane chứ không phải là Elemental. Mấy Arcane nó được đánh đúng tối. Ôi. Đi lấy máu thêm. Đâu rồi, nó đâu. Máu cho mày rồi đó. Không, tao lấy máu, mấy cục máu ngoài nữa. Nó tạc tượng ngoài. Nó đâu rồi. Nó có Frozen nữa kìa. Not enough run. Nó nè, nó đây nè. Nó làm tao hoảng sợ bỏ chạy. Tính chạy ra né cái băng mà chạy không kịp. Nè, rồi chết em. Lấy kìa. Lấy cái gì? Đó, lấy cái tím á. Cái mình thu thập đủ hết cái kia nó nát răng kìa, có nhiệm vụ kìa. Kêu là gạt đi anh à. Gạt đi anh min anh à. Cái này chưa phải kêu con gạt đi anh ra trước thì cái bonus á là mình được thưởng thêm á. Thấy không? Thấy chiều đó không? Nó tự nó rớt xuống mà tao không phải làm gì hết. Cũng đỡ. Đó, tao cũng có nè. Giờ tao đổi qua 3 lần luôn á. Chơi được 3 lần luôn. Nhưng mà mày tốn. Còn tao không tốn gì hết á, cứ 6 giây là có rồi. Không, 10 giây là hồi lại được rồi.
tao chưởng cái khác. Thấy có thiệt. Giờ để coi thử coi bác rớt ra đòn chứ giỡn mày. Không biết nữa. Cái này mới đi lần đầu mà. Đi coi thử coi nó làm sao. Better Rift Enemy. À, phải tiêu diệt nhiều thì nó mới mở ra cái rift khó hơn. Nó đang đầy kìa. Wow. Yo. Oh yeah. Có búp đó nha. Tao đâu mất tiêu rồi. Nó dịch chuyển mày vô trong. Dịch chuyển. Ủa sao tao thấy có lực đánh màu vàng sậm nữa mà. Tao thấy bên mày đâu biết. Để vô đánh chùm đi. Hay là có của mấy người đại á. Chắc vậy quá. Chứ lên bao nhiêu đam. Không biết tự nhiên ra vàng sậm một mày. Búp tốc độ đánh nè. À. Ê búp tốc độ đánh đang búp đó nó được giảm cái ngộ sử dụng luôn á. À, mới đổi qua cái quân mới phát hiện. Còn mấy người đại đánh lên cái chữ màu vàng sậm mà có một cái hai à mà đánh mà ghê lắm, chắc 1 tỷ quá. Ai biết, 7 triệu rồi lên vàng sậm chắc 1 tỷ. Vàng là mythical mà. Vàng sậm luôn á, vàng legend á. Vàng legendary luôn á. Ờ, chứ phải vàng khè. Nhớ hồi đó Diablo 2 mình chơi buồn cũng đánh ra màu tùm lum quá. Đó là bản mod rồi. Rip bên này nè, đi hết cái rip này luôn. Không chừa cái gì hết. Đá rớt tùm lum. Con nào? À hay đá rớt còn chơi 3 lần. Đi cái này khỏe rồi đó. Coi camera Yoko nè. Ở trên còn cái đường nhỏ kìa. Đi thử rồi. À đường cục rồi. Ê gì? Ê mày thấy cái đồng hồ cát ở bên dưới cái ống kia không? Phải chịu hồi cho nhanh để được thưởng thêm kìa. Giờ phải đi, phải dọn nhanh á. Thấy bên dưới cái ống màu tím á, có cái đồng hồ cát không? Bóp elite thôi. Đồng hồ cát đi lên. Đồng hồ cát đi lên á, mình phải chịu hồi boss ra liền. Tao ghét cái quỷ lắm nha. Đi ra cái rồi. Băng. Trời ơi, nổ 2 lần nữa ghê. Không sửa băng nữa. Lấy máu. Ập nó. Rồi. Đó, cái ống nó đang tăng lên kìa. Hay quá. Nhanh lên, đây là cuộc chạy đua với thời gian. Mấy thằng này vô chơi nó. Ê, để được bình double dam rồi. Tao búp tốc độ đánh nữa đó. Xài kêu thoải mái đi. Lên level. Gì đây, cooldown giảm nữa kìa. Được giảm cooldown này nọ nữa kìa. Búp. Trời ơi, rớt đá liên tục luôn á. Rồi đi. Trời ơi, thấy không? Cooldown giảm tao chơi hoài luôn á. Qua đây có đường nữa nè, đi tiếp đi luôn. Phá hoại. Không có bị thiếu nộ. Đã chưởng hoài luôn. Ủa hết rồi hả? Hết rồi đó. Má trời, đá rớt xuống quá trời luôn. Cái này là núi lửa rớt xuống. Nó chạy như thẳng luôn, tục luôn, dọn cho nó lại. Đâu nữa. Chui vô đây. Rồi, hết rồi hả? Đi xuống tiếp. Bên dưới, nhanh lên. Cuộc chạy đua với thời gian. Chạy đua để được bonus. Mình bên thôi đây. Kịp không gì vậy? I am the one. Chiêu xuống tầng 2 hả? Xuống lui hết rồi.
con. Có đệ ra khỏe má tám thằng đệ đệ phỉ. Cái nhẫn đó là cái nhẫn của season này á hả? Cái nhẫn mà gọi đệ là của season này mới có. Cái season 3 này của nó mới có. Cái bản này tension cũng có. Ở đây nè, đâu rồi? Đang lên. Đông, đông ghê không? Mấy thằng nhỏ nhỏ này đánh cũng mệt lắm đó nha. Cứ tụ đánh lên đánh chỗ đã. Nè đâu là mấy con rắn. Vô đây. Come on. Sắp có gạt đi anh rồi, nhanh lên. Ở trên là cái đầu quỷ gì kìa. Đâu? Đó, cái thành đó, ở trên là cái đầu quỷ. À, thì đó là cái triệu hồi con gạt đi anh đó. Thì đây, con đuôi. Ê, đi, lẹ. Lên đây. Ổn quá. Lẹ lên. Hơn em quá, Elite kìa. Lấy, rồi, gạt đi anh luôn, Gạt đi anh đâu? Đó kìa. Ôi, con gì ngộ quá vậy? Con dồi. Con nó đánh kìa. Kinh thiệt. Kinh dị. Nó đánh mất máu, nó tên là Hamelin nè. Rồi, chạy ra ngoài đi, cho nó đánh mấy con đệ tao. Ra rồi. Trời. Nó kêu cái gì vậy? Mày chuột. Chuột nó cắn kìa. Đứng trên cái hồ bơm máu kìa. Rồi hết rồi đó nha. Mày xử nha. Chuột nó đánh không được. Nó rút máu ghê vậy. Chuột đánh không được. Mà mình không có chạy ra được cái vòng đó nữa. Chủ nó vô. Nó kìa rồi. Ồ, xém chết. Hồi máu nè, đứng vô đây. Rồi, chết nó nè. Xong. Có Legendary không? Trời, Ace game luôn. Ở tao lụm được cái game Legendary kìa. Tao cũng lụm được nè. Áo ba lần Legendary. Để coi cái gì đây. Legendary gem. Ở đây là cái gì vậy? Ushikini Blue Legendary gem. Gain 20% Inrit Damage. Trời ơi ghê vậy. Cộng thêm 20% của Damage nữa. Killing Ali Buck. Iran 25 hả? Ê, có con nhỏ kế bên kìa. Nó nâng cấp. Nó nâng cấp được cái cục ngọc đó hay là nó có thể nâng cấp cái keystone cho mình, chọn cái nào? Wow, để coi. Cục ngọc nào? Cục ngọc Legendary đó. Có không? Keystone đi. Keystone đi ha. Ừ. Ủa? Mày chọn được hả? Ờ. Choose to enrich the ribbon with a chance. Cái này chỉ chọn mà cái up cái gì nâng cấp ngọc đó là chỉ hên xui thôi. Rồi là cái kia. Cái kia đi lên răng 13 chơi. À, regame. Cái này nè, đi cái này nè thì mình đánh mới lên từ được. Cái game á. Cái game sao? Ở dưới Inrit Damage Alenali 15% require răng 25. Vậy hả? Để đi cho hết cái này luôn đi. Mất hết lính rồi. Khó không? Ừ. Ừ. Thôi quay về. Nó lính rồi thì thôi quay về. Cục ngọc này bỏ vô cây kiếm có thể được. Đâu để giải thử coi. Wow. À, cộng có vẻ thật ghê. 20% đam trong vòng 3 giây sau khi tiêu diệt một bầy elite. Ủa? Sao ngọc này bỏ vô kiếm không được?
Unit equip tăng 20% đam gì 15%. Nó bỏ vô cái gì được? Tao thấy bỏ vô cái cây được nè. Đâu? Bỏ vô đây. Bỏ không hay... cho hả? Không cho. Không cho. Ngọc nó bỏ vô cái gì á? Không biết. Wow, wow. Kinh khủng chưa? 200% pha lăng avatar. Nhẫn này attack speed có phần trăm máu. Only damage chain to smile. Coi thử coi pha lăng. Ghê à. Pha lăng đam 6% chain to smile enemy. Để coi thử coi pha lăng lên được bao lâu. Có cái khiên để tăng thời gì, có cái nhẫn nãy mới lụm là tăng thời gian của con pha lăng lên 200%. Những cái khiên quá dữ. Rồi lâu dữ vậy ta. Nên lấy pha lăng không? Pha lăng là gì? Mấy con lính nè. Đâu? Đó. Vậy hả? À, nó tăng thời gian sống sót của món này lên tới 200% lận. Đồ mình thêm đại. Đó là chiều tạo lính của mày hay là cái chiều tạo lính. Rip Raptor Rip level 13 kìa, đi không? Đi đi, để tao sửa đồ với đây. Tao phát cái cây này luôn. Cây mới hả? Ừ. Cây gì vậy? Cái đó là để mình đi đua với lại đua top á. Để lại nói chuyện cho kết thúc nha. Ủa cái lên chơi game. Ủa cái gì vậy? Raptor Rip complete tier 2 luôn, completed. Được thưởng 12 triệu ít. Cái này bạn, cái này làm đẹp quá ha. Ừ. Tầng tier 2 là cấp độ 2 á hả? Thay cấp độ. Thưởng mấy chục trăm vàng. Thưởng mấy trăm vàng luôn á. Rồi ha. Để thử pha lăng coi nó làm sao. Ủa, sao cái ngọc bỏ vô không được mày? Ngọc sao? Legendary game á. Ai biết nó. Để từ từ tính. Require răng 25 hả? Hay là 25 nó mới cho không, bỏ? Không, cái đó là cái khác. Nó nói là không phù hợp với cái vũ khí này. Kỳ. Ờ. Không biết sao nữa, thôi giờ đi tiếp đi. 13 nhá. Bấm. Bay. Nó làm chết mấy thằng đó chứ. Làm thịt với con nó. Ấy, cái gì vậy? Đập nó. Có chiêu smile như mày, trừng phạt. Vậy hả? Chết liền tại chỗ luôn. Tao là người tướng đi rừng. Thấy sét đánh xuống không? À. Đó, bùm cái. Đó, mấy con pha lăng bây giờ được rồi đó nha, có lý à. Đại quá trời. Không biết pha lăng đánh mạnh không? Tiếu thiệt. Ví dụ mấy hai con pha lăng này vừa chết là tao kêu được thêm hai con mới nữa. Vậy hả? Ờ. Thời gian hồi nó gần bằng nhau. Đã. Đợi và đợi. Trời, trừng phạt lên 8 triệu, ghê vậy. Ghê vậy, 8 triệu. Thằng có bộ đánh cho mày nè. Ôi, sống chẩn. Chết. À, đá đồ rớt xuống. Kinh khủng. Ghê thiệt. Trừng phạt. Smile. Để tao đánh không dữ quá chứ. Này nó muốn rớt cả đồ vậy ha. Chỉ có mấy con chùm rớt cả đồ thôi. Thì cố gắng đi.
Ơi à, sao thời gian nó lên lẹ dữ vậy? Thì bởi thì cấp này khó hơn mà. Chết rồi. Lẹ lên. Ê, nếu vậy thì mình có thể mình không tăng cấp của cái rip này lên, nhưng mà mình có thể tiếp tục đi cái rip ở cái cấp hồi nãy được. Tại mình không có chịu. Đúng không? Ừ. Nãy mình nâng cấp cái ngọc nó sẽ hay hơn. Để lát đi. Mẹ sắp chết kìa. Bơm máu. Nổ quá trời mạnh luôn trời. Thì phải đứng như cái chỗ bơm máu chứ. Anh sát. Kinh khủng chưa. Mấy mày. Đồ quánh nó không xì nhè gì vậy. Con đệ nổ ra. Dạ. Dạ. Nó nổ hoài luôn á. Thiệt. Mình ra nữa. Nó đẩy ra nữa, nó có nóc bách kìa, hiền gì. Mấy mày. Cái gì thế? Không biết cái gì luôn á. Còn độc không vậy? Tụi nó có độc mà. Chặn tường nữa, đi không được. Ê, ra khỏi cái vòng đỏ đỏ. Con gì tới? Quá dài. Quá mệt. Ê, nó lóc hết đồ nhưng mà mình đổi đồ cũng được. Cái này nó thử thách hơn cái kia. Victor Rip mà. Hồi nãy cái key of trial chỉ là dùng để xác định cái cấp mà mình có thể đi thôi. Tại vì mình ham quá nâng lên sớm. Nâng lên sớm cũng không sao. Thì nói chung mấy con này chưa mạnh tới nỗi đánh không nổi. Chết rồi, đường cục. Ai hình như cái gem này bỏ cái gem này như đeo trong người nhớ mày. Tao bỏ cục ngọc đó ở nhà rồi. Tao để trên người nó tăng cho tao. Tăng cái gì đâu, cái bùi á. Chả thấy tăng. Để đây. Vô đây. Uống thì về lấy. Đâu? Về được. Ai cho về? Đang thử thách mà. Ê, về được nè. Đeo theo người đi. Rồi để về lấy. Yeah. Về lấy nhanh mà. Về được nhưng mà không có lấy đồ được. Về được nhưng không lấy đồ được cũng như không thôi. Rồi vậy. Đi thẳng lên luôn, đi thẳng lên luôn. Để trả lại, trả lại, trả lại. Cái gì mà đường cục không vậy? Đây. Thì 38 triệu, mấy thằng đệ kia vẫn còn mạnh. Mấy thằng đệ tăng theo phần trăm đam của mình mà. Không, mấy thằng mà Lunatic Fallen á vẫn còn mạnh chán. Cái đó của con Switch Doctor rồi đó. Ai biết nữa. Ê, có mini boss kìa. Union boss. Tao bị kẹt đây rồi. Kẹt đâu. Nó đóng cái tường. Dạ, không có biết đánh ở đâu đâu, đánh đại đi. Đại. Chơi chiêu, không được xác định đó. Biết bơi. Cái gì đây? Lấy máu kìa. Ê, chạy ra lấy máu kìa. Thích ứng quá vậy. Nó trailer, cái con trailer hình như là nó có giáp cứng, có đồ vậy á. Có đồ đâu. Đánh lên lên cái kia không? Đánh để đánh gạt đi anh á. Ghê thiệt. À, cũng mấy đại. Hàng đại chạy ghê. Mà trước xài mấy đại này nó sống không dài, sống có lâu cũng xuất hiện chút xíu à. Giờ có cái nhẫn này vô ngon rồi. Mình sát. Làm gì đây? Thằng nhẫn mày 70 luôn thôi. Nhẫn 70 mà. Ừ, tao chưa 70. Ừ, đeo hai lại vô chắc. Không, cái đó là bây giờ ta đeo hai chiếc cho ta.
không biết là nó 400, sẽ 400% damage. Nhanh. Đâu. Để tao quay kiếm ra đi cho nó lẹ. Quay đi. Ôi mấy triệu luôn, đã thiệt. 400% đam búp tao đánh luôn nè. Rồi đánh đi, thoải mái đi. Kêu đại gia lý đó lẹ. Kêu rồi. Kêu đầy đủ luôn. Không thiếu gì hết á. Dữ quá trời. Phải vậy chứ. Tao biến thành con dơi ma, hỏi mấy anh đệ pha lăng đánh cũng ghê thiệt đó chứ. Mấy thằng, hai cái thằng tao điện hồi đó đánh mạnh ghê mày. Ủa hết đam rồi hả? Đó rồi. Đường cục hả? Chạy xuống kìa. Có con dơi. Ủa? À, đá rớt cho tụi bể đầu chết. Dập bu bu vô là đợi nổ một cái là đã lắm. Còn lẻ lẻ thì hả? Tao chưa kịp gom tụi nó lại nữa. Tụi nó đã chết rồi. Đó. Nó chưa à? Elite rồi. Này là mà giùm mời chứ không phải Elite. Elite là mấy bỏ. Ôi bú. Bú chụp. Ủa? Chưa chết hả? Chưa, sao chết? Smile liên tục luôn á. Trừng phạt. Mỗi tay luôn. Cái chiều rớt đá rớt cái ghê vậy. Ôi, lấy mấy chiều. Phải chứ. Quay lại nè. Lụm cái bình vàng vàng như tăng double dam á mày. Tùy nó tăng nhiều thứ nhưng mà double dam không. Đi thẳng tới luôn. Có mấy con xanh xanh kìa. Tao tăng double đánh cho mày rồi đó. Rồi, tao quay kiếm lướt tùm lum đó, tao không. Ừ, cái cót chơi hoài không hết. Cái gì? Cái Fury á. Tại vì cái chiêu mà tăng đam của tao là tao có xài cái rune giảm mấy cái hao hụt á. Giảm mấy cái hao đó hết rồi. Gặp mấy quái đánh tao tao lên Fury. Đầy hoài. Chút xíu nữa. Cái gì vậy? Lightning. Trời ơi, bút đi nhanh đi. Không có đi nhanh. Không có bút đi nhanh. Chậm như thú. Chậm như bò vậy. Lên rồi đi trước đi. Chiu chu 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 chu. Bên này hết rồi, ổn ghê không? À, chậm kìa. Nó Elite kìa. Trừng phạt nó. À, chết nha, ghê quá vậy. Cái chiều cái dòng xoay tím tím á, Aken á, nó kéo máu ghê quá. Để chạy vô lấy máu lấy này nọ cái coi. Má đã về còn phân thân nữa. Phân thân không có gì, phân thân nó không có đánh ra đam luôn mà. Cái quan trọng là phía kia kìa. Gạt đi anh. Gạt đến kìa. Đây đang nè. Má gạt lên tạo đợi mới ghê. On Warlock. Gạt đi anh. Giống như nét Robin Sơ vậy đó. Nó rồi. Đập nó. Nó quậy lửa. Nè, bước tóc. Bước lên cho mày nè. Quất nó. Dập. Cứ thoải mái mà đập nó thôi. Rip gạt đi anh. Mày hả bưởi. Con này nó có phép nhiều. Đỡ, con dịch chuyển hả? Chuyển tao đi qua đâu rồi. Cho mày ăn đá nè. Quất nó. Nó rớt. Tùm lum hết luôn. Con này nó bị gì vậy? Sao nó không có đánh nhiều? Nó chỉ rít đánh luôn rồi. Bảo mấy thằng kia cũng không cùng cái nổ quá mạnh. Nó dai. Dai là chắc rồi, nó là rip gạt với anh mà. À, để tăng đam, tăng tốc đánh lên nữa. Liễu thiệt. Chết đợi, dập. Đổ lên sắp hết giờ kìa. Không, không sao đâu. Chắc
kịp ha. Thế từ thằng này thì kịp. Với tình hình này rồi. Ăn nó thôi. Ăn nó rồi. Ăn nó xong. Một cái forget gì nữa vậy? Gem nữa. Gem nữa. Chà chà chà. Cái legendary gem nữa. Thôi bây giờ đi về giải. Bây giờ vô nhỏ nó trước nha. Upgrade gem nha. Nâng cấp ngọc đi. Nâng cấp ngọc á. Tao chọn nâng cấp ngọc. Ban up. Ủa sao toàn rank 25 không mày? Rank 25 là mình chưa đủ rank 25. Khi mày bấm vô nâng cấp ngọc đi nó sẽ thấy. Mày nâng bấm vô nâng cấp ngọc đi nó thấy liền à. Upgrade, bấm thử rồi. Rồi, cầm. Up thành công, tao lên rank 1 rồi nè. Ờ. Rank 1. Phải up từ từ mới được. Ra là như vậy. Rồi cục của tao đâu? Ủa up nữa. Lên rank 2. Lên rank 2 rồi nè. Rank 3 rồi nè. Ai biết, tao thấy up cho 100% á. Up hết ngọc. Được rồi. Hết được rồi, hết được rồi. À hiểu rồi, vậy là phải up ngọc lên mình mới xài được ngọc. Rồi đâu, đi giải đồ coi. Đù, có cái dây nịch đảo vậy ta. Cổng gì? Ủa? Enchant forget của follower hả? Trời ơi. Oh yeah. Enchant. Ê, một viên ngọc nữa, nhưng mà viên ngọc đó là một loại khác nè. Ban of the trap. Go gốc up with net. Mình không cần đem viên ngọc theo nữa, viên ngọc đó mình có thể up được. Ngọc là cái up lên mới xài được. 50% can hit gain sweet net in reach do attack đó. Coi thử cái kiếm thôi. Ôi kiếm nhìn cũng dữ vậy. Kiếm một tay legendary nè. Đâu. Rồi mua gì, mua áo giáp thử coi. Nó xác bán đồ dâm tặc luôn. Ra 5 cái áo giáp, 6 cái áo giáp. Trời, ra đồ xanh mới ghê, đẹp. 6 cái áo giáp. Không có cái áo giáp nào mạnh hơn cái áo tao đang bận hết á. Đập hết. Ép luôn. Thôi, dục shop đi. Giờ đập cũng không được nhiều hết á. Cũng đủ rồi. Mấy chậm shop. Rồi và như vậy chúng ta đã biết được như thế nào là Rector Rip. Quá đã, quá đã. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.